Mình chào cô chú anh chị em mình nhé, trở lại kênh YouTube máy Dầu Dương ha. Lên cho anh em con máy Kubota, con này là EA7 chuỗi anh em nhé, máy chuỗi ha. Anh em nào yêu cầu mà gánh thùng dầu thì em gánh thùng dầu của hãng cho anh em ha. EA7 này, máy còn rất là đẹp nha. Máy là bao zin cho anh em nhé, Kubota EA7 ha. Máy còn đẹp lắm ha. Anh em nào cần thì liên hệ này, bô nó còn nước sơn kim nó còn ha. Giờ em test máy thử cho anh em xem ha, anh em nào cần thì liên hệ ha. Máy là bao chạy bao độ bao pin cho anh em nhé. Anh em này, màu mè nó hơi xấu chút xíu nha, hơi ghẻ ghẻ nước sơn nha. Anh em nào mua thì chốt cho anh em mà giá 4,5 triệu bao ship cho anh em nhé. Mitsu 6
bia ha, xịn như luôn, rất là ok, bao khó cho anh em luôn. Đấy, hôm nay có mấy anh tìm kiếm con EG40 này, con này con Kubota EG40 này, lốc nó đẹp lắm ha, lốc còn rất là đẹp ha. Thùng dầu là bao sáng nha anh em nhé, thùng dầu lượt dầu bao sáng ghi 100%, nó chỉ là nám cái nước sơn trên này ha anh em, là coi ha. Cái khúc này là nó có một cái gì che của nó này, nó không có sét ha, còn cái này bộ bại ngoài nó cái này tiếp xúc với môi trường nắng mưa thì đây khúc này nó hơi sét ha. EG40 sét là không sai con em ơi. Tám này con rất là đẹp này, 750 bét kim này, 7 này gắn thùng dầu lên này, Mitsu 85 này, NS 30-40 này, NS 50, con Mitsu màu xanh này bán rồi ha, SD6 này, 750 bét kim này, con Mitsu 7 này cũng bán rồi nè. Đấy. 7, 8 này. Đấy. Anh em nào cần cứ liên hệ trực tiếp gặp Dương ha. EG65-1 này. Con này ngon vậy mà nhiều anh chê. Rất là ok nha anh em nhé. Nó chỉ nắm áo rồi. Ga 100 này. Rồi. Anh em nào cần quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp gặp Dương ha. Địa chỉ 12 Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Đấy, oxy hải sản này. Đấy, em giao trống mới này, thấy anh em oxy lớn này thì nó hơi chậm, oxy lớn này cái giá thành nó hơi cao, một thứ hai nữa là ít người xài hơn, còn cái ô này cái này là thông dụng cho anh em ha, anh em nào cần oxy thì mình đảm bảo chất lượng nha anh em, ship về nhà kiểm tra hàng thanh toán ha, không cần phải cọc. Đấy. Rồi chào tất cả cô chú anh chị em nhé.